Đây đó là cổng xe máy nha, mọi người nhìn đi, cái lượng xe máy như thế nào, nhìn cứ như Berlin ấy hả Bắc Huy? Thì đó, tụi nó là cứ rêu rao xuyên tạc đó là cộng sản, chèn ép, không có phát triển gì được cả. Đây bắt đầu chúng ta đi xuống hầm xe ô tô nha. Ở trên đó tầng trên là hầm để xe máy rồi đó. Bây giờ đi xuống vào hầm xe ô tô. Hầm xe ô tô thì hiện tại thì ở dưới đây là họ có hai hầm. Mọi người nhìn cái lượng xe hai bên đi và cái diện tích như thế nào, ai mà ấy cứ kiểm tra thử diện tích Vinhome nó bao nhiêu và tính ra coi cái lượng xe nó bao nhiêu thì mình hình dung được, đúng không ạ? Là con số thống kê là ra hết đây đó, thấy chưa, xe cộ là vô tư đi. Chào Vũ Nam, chào lại tất cả mọi người, chào Bình Trung, chào Nam Bình Tâm nha. Giống bên Mỹ không anh Nam Bình Tâm hả? Anh Nam Bình Tâm thấy những khu này nó giống như bên Mỹ không? Đúng không ạ? Mốt Đà Nẵng anh mà hai cái tòa nhà kia được thông qua nữa là anh được quyền, anh lại được tự hào hãnh diện về Đà Nẵng rồi. Đây hồi nhà mọi người nhìn đi lượng xe. Chào Vũ Nam. Đó. Những hầm này đó thấy không? Dài nhìn hút mắt luôn đó. Đó chỉ là một khu thôi đó nha, chứ không phải là tất cả nha. Đúng không? Đây, giờ vô lấy xe đi. Đó. Rồi. Bây giờ gắn lên đây, kẹp lên đây thì chắc hy vọng nó sẽ đỡ rung hơn, khiến nó đỡ cho mọi người đỡ nhức mắt hơn. Mọi người thông cảm nha, chờ chút nha. Ê, cái kẹp này đây, để thử coi cái thiết kế cái kẹp này có ra làm sao. Kẹp này ông Dương Vy ông tài trợ đây nè, không biết ông đụng cái kẹp này đâu, ông tài trợ cho được cái kẹp. Rồi, bây giờ mình đi ra ngoài nha. Đi ra ngoài thì trước tiên là sẽ qua con đường Nguyễn Hữu Cảnh. Nguyễn Hữu Cảnh và chúng ta sẽ đi xuống cái hầm vượt sông Sài Gòn á, là mọi người hay gọi là hầm Thủ Thiêm á, do Nhật xây dựng. Là xây dựng ở cái hầm đó là từ khu vực quận 2 nối qua quận Nhất nha mọi người. Đó. Thì cái chào Binh Si. Thì cái giá này đó, thấy chưa? Nói mà nó mọi người thông cảm. Cái giá ông Vy cũng tài trợ cho cái giá kẹt bèo quá. Chạy cà giật cà giật cà giật cà giật. Lát ra được cái là chỉnh lại cái nữa. Đây là bắt đầu quẹt thẻ xe đi ra. À. Có thu gì nước ngoài không? Có khác gì nước ngoài mấy không? Ra ngoài thì hãy chọn cốc máy là chỉnh cho nó cố định lại, nó ngon lành đại đàng hoàng. Tuyến đường thì nó còn hơi dài ha. Đó, chúng ta đi lên đường, lên đường của khu nội bộ bên hôm. Đây là bên không quay được bên tay phải cho mọi người xem, tức là họ đang làm một cái sân mini chơi mini nhỏ, nó bày bán những cái đồ giống như là chợ Tết vậy, chợ Tết mini của cái khu dân cư này, bày ra những trò chơi dân gian cũng hay lắm, dân gian nhưng mà họ cũng phối hợp với theo phong cách của Tây một chút, làm cho nó tương đối cái đó. Mọi người thấy không, đó là cái đường đi ra đó, thấy sạch sẽ không? Hai bên đường mọi người thấy rõ không? Rất là sạch sẽ.
mấy bác khổ cho mấy bác kia cứ rêu rao chẳng phát triển được gì cả, mà không biết mấy bác muốn phát triển kiểu gì nữa đây, khổ vậy chứ đúng không ạ? Dạ đúng anh, thì bên bên Mỹ nó được cái là đất rất rộng, thì đất nó rộng so với dân số, thì đúng ra là bãi giữ xe thế này thế nọ ok, chắc chắn là phải ok rồi, chắc chắn phải đẹp rồi. Mà ý ở đây là Việt Nam á, thì nước mình nhỏ, thiết kế những khu như thế này là cũng rất đáng là tự hào. Đó, ở này thì thấy được cảnh hai bên đường. Anh thì đi nhiều, thì mình có gắn lên như vậy, thì ví dụ kể có đi những nơi đâu mình nói mình review lại cho bà con bên đó họ nhìn họ xem được về cái thực trạng đất nước Việt Nam nó hiện tại như ra sao, để bà con đừng có hoang mang, đừng có nghe theo cái lời ba, là ba cái đám mà nó mượn hình ảnh cờ vàng mà nó đi lừa đảo bà con, rồi nó sẽ rêu rao thế này rêu rao thế kia để nó xin tiền, nó quyên góp ở trước mặt mọi người thấy không, tức là những cái cậu công trình đó, tức là họ đang làm lại cái con đường Nguyễn Hữu Cảnh đó. Đây là nó nằm trong những gá cũng là gọi là chống ngập của thành phố Hồ Chí Minh nè. Đó, họ sẽ sửa chữa lại con đường Nguyễn Hữu Cảnh này để giải quyết cái tình trạng là ngập úng vào những trận mưa lớn. Bên tiếp phải là công trình nhìn nó là xe cẩu xe đồ nhiều lắm, nhưng mà tại vì cái điện thoại nó bị cố định trên đây tôi không quay cho mọi người xem được. Thì mọi người nhìn sơ qua những cái view đó thì mọi người chắc cũng hình dung ra được là cái người ta đang làm cái gì, đúng không ạ? Người ta đang làm gì ở cái con đường này. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra đường Nguyễn Hữu Cảnh, đi ra hướng quận nhất, nhưng mà chưa tới quận nhất nha. Đúng chứ, thì chúng ta rẽ trái đi qua cái hầm, đi qua cái cầu 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 Thủ Thiêm, họ mới xây dựng thêm, mới xây dựng thêm cái cầu Thủ Thiêm mà để đi nối qua quận 2 á, đó. Đúng vào quận 2 thì mình đi, mình lúc đó mình sẽ xuống lại cái hầm vượt sông Sài Gòn, mình đi ra đại lộ Võ Văn Kiệt, lại đi ra khu vực quận Bình Tân, quận 6 như quận Bình Tân. Đó, hai bên người ta rào chắn để người ta làm công trình chống ngập. Mọi người thấy tòa nhà đó không? Cái tòa nhà đó là tòa nhà The Manor, là cái tòa nhà đó là đầu tiên mọc ở trên cái đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh này nè. Cái đường Nguyễn Hữu Cảnh này á, ngày xưa là Tân Cảng nha mọi người. Ai ở khu vực này ngày xưa là họ biết. Khu này xưa là phức tạp lắm. Khu này hồi xưa là một cái ổ á. Mà bây giờ đó tức là rất là sạch sẽ rồi. Là nhà cao tầng, cao ốc nó mọc lên đầy đủ hết. Những cái khu ổ chuột đó, những cái khu đó thì không còn nữa. Nó không còn nữa. Thì xin hỏi mọi người cái đó cũng là một cái là có phải là phát triển không? Có phải là đất nước đấy, mọi người thấy không? Bên tay trái hai tòa nhà đó là tòa nhà The Manor. À, xin lỗi, bên tay trái đó là tòa nhà Sài Gòn Bơ. Sài Gòn Bơ thì nó mọc sau thằng The Manor. Đó. Mọc sau The Manor và sau lưng Sài Gòn Bơ nữa là một lốc tòa nhà nữa là Sun Sun Hoa. Rất là nhiều. Nổi khu vực này không là mà biết bao nhiêu lốc tòa nhà. À, mọi người hình dung không? Thấy chưa? Có thua gì các nước trong khu vực không? Không hề thua nha, không hề thua kém các nước trong khu vực nha. Thì xin hỏi mọi người đó, công trình họ làm đó, những công trình chống ngập sẽ giải quyết để làm những dứt điểm cái chống ngập và những cái cơn mưa lớn ở trên đường Nguyễn Hữu Cảnh này nó đã tồn tại từ lâu. Và họ bắt bây giờ mà họ bắt tay họ vào làm việc rất là quyết liệt. Mọi người thấy cái dàn lưới không? Lưới trước mặt không? Đó, cái dàn lưới đó là cái sân gọi là sân chơi golf của dành cho những người gọi là mới vào nghề, mới vào cái trò chơi đánh gôn á, giống như sân tập đó, giống như sân tập thì đó, sân tập rồi. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị lên cầu để đi tiến qua khu vực quận 2.
Quận Thủ 2 là lúc trước là khu gọi là khu Thủ Thiêm á nha. Thì mọi người ai đã từng ở đây từ thời điểm đó và bây giờ thì thử nhìn lại xem có nhận ra đây là khu Thủ Thiêm năm nào hay không nha. Đây coi mọi người có nhìn ra được hay không, là có phải là khu Thủ Thiêm năm nào mà mọi người đã từng ở đây chưa? Đó, vậy chúng ta lên cầu. Cầu này là cầu Thủ Thiêm. Thì để đó cho mọi người dễ hình dung. Tức là ngày xưa từ ở khu vực Bình Thạnh, cái bờ sông nha, mình nói từ bờ sông Sài Gòn, khu vực Bình Thạnh mà chạy ra ở quận nhất thì là chỉ có hai cái cầu hay quận tư gì đó, chỉ hai cầu là cầu Sài Gòn và cầu Khánh Hội, đúng không ạ? Thì bây giờ giữa hai cái cầu đó thì nó sẽ mọc lên thêm hai cái cầu nữa, là cái cầu Thủ Thiêm này và một cái cầu đang xây dựng nữa là cái cầu ở Tôn Đức Thắng. Cái đó là mình chưa nói về cái hầm vượt sông Sài Gòn nha, cái đó là mình chưa nói về hầm vượt sông Sài Gòn đó, để đi qua kết nối giữa quận nhất Bình Thạnh và quận tư. Thì hiện tại là tất cả là có bốn cái cầu, đúng không ạ? Đó, bốn cái cầu, và những cái cầu sau thì luôn luôn là lớn và to hơn những cái cầu trước đó. Mọi người nhìn đi, thì chúng ta bắt đầu tiến qua cầu, qua bên kia xuống cầu đó, tức là cái khu vực trước mặt á là khu Thủ Thiêm á, đất trống còn rất là nhiều, hiện tại đã mọc lên những tòa nhà, những khu dân cư rất là lớn. Nhìn phía xa xa đó, người ta gọi là cái khu Sa La, khu Sa La nha. Bên trái cũng có rất là nhiều kìa, nhưng mà tại vì cái điện thoại nằm đây thì không chuyển hướng cho mọi người xem được, bạn chỉ có người đi đi chung xe đó thì quay nó sẽ là mọi người sẽ nhìn có tầm nhìn cái nó bao quát hơn, bao quát hơn về cái khu vực đất Thủ Thiêm này đó. Thì mọi người nhìn đi, theo mọi người có thua không, có thua gì các nước trong khu vực không? Hôm nay thì thứ bảy thì tình hình giao thông thì cũng tùy cái cửa ngõ, tùy cái chốt á. Đây thì trong đây thì nó thoáng, cũng có cái chốt cửa ngõ thì do cái lượng xe tải ra vào để họ chuyển hàng dịp Tết á, thì nó hơi ùn tắc chút, hơi ùn tắc chút đó. Mọi người thấy không, trước mặt á là khu Sa La nha, đất Thủ Thiêm đây nè. Đấy, ai ngày xưa từng ở khu vực Thủ Thiêm thì bây giờ thử hỏi họ nhìn ra đây là Thủ Thiêm của họ năm xưa hay không? Đúng không? Bảo đảm không ai nhìn ra cả. Nếu mà mình quay cái này lên mà mình không không có thuyết trình cho họ biết thì họ không thể nào họ, họ họ tin đây là cái khu Thủ Thiêm mà năm xưa họ từng ở. Đúng không? Năm xưa họ từng ở. Ở đây xưa là chỉ là đầm lầy, nó giống khu đầm lầy. Và nó chính xác á là giống như là một cái khu ổ chuột nằm kế bên trung tâm quận nhất vậy đó. Cái đất Thủ Thiêm này nè, nó như cái khu ổ chuột mà nằm kế bên cái trung tâm quận nhất vào thời điểm mà nhà hàng nổi với khách sạn New World hay là khách sạn Majestic đó. Và bây giờ mọi người nhìn xem, phải phát triển rất là nhanh không, đúng không? Đó, cái tòa nhà to to mọi người chuẩn bị thấy nha. Đó, đó thấy chưa? Đó, cái đó là cái nó giống như cái biểu tượng của khu Sa La đó. Và trước mắt chúng ta là mọi người thấy nè, thấy không, là cái lốc tòa nhà là 65 tầng mà hồi lâu mà được vào cái giải gì đó, được trao giải về thiết kế gì đó. Anh buồn ngủ rồi, anh đi ngủ đây. Dạ anh Minh Tâm, bên đó chắc giờ cũng khuya. Đó, mọi người thấy không? Đó, quay rõ lên cho mọi người thấy. Tòa nhà 65 tầng vào thời điểm đỉnh đó cũng là hot, tức là khu vực bên đó là khu vực quận nhất nha. Khu vực quận nhất. Đây là thuộc Thủ Thiêm quận 2. Tương lai ở đây mà nếu mà chính quyền thành phố cũng như là trung ương thông qua cái dự án xây cái gì ta, cái nhà hát opera thì phải đó, thì rất là tuyệt vời. Mọi người thấy không, tức là đất đất còn trống nhiều lắm, họ đang xây dựng từ từ, phát triển từ từ.
cái tình hình dịch một năm vừa qua thì theo tôi nghĩ là cũng ảnh hưởng ít nhiều về cái tốc độ xây dựng của những khu như thế này. Đó, của những khu như thế này để nó phát triển lên tầm cao mới. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đi xuống hầm chui, tức là hầm vượt sông Sài Gòn á, để tiến đi qua đại lộ Võ Văn Kiệt. Mà lúc mới mới xây dựng, mới làm xong á, thì họ thường gọi là đại lộ Đông Tây. Thì cái đại lộ Đông Tây với đại lộ Võ Văn Kiệt á, là ngày xưa, tức là cái kênh rạch của cái kênh Tàu Hủ, kênh Bến Nghé của chế độ cũ để lại, tức là những cái nhà sống ven cư kênh rạch, mọi người cũng biết rồi. Thời điểm đó là đường sau giải phóng là nó có cái đường đó mang tên là đường Hàm Tử. Và bây giờ nhà nước đã giải tỏa những cái nhà mà gọi chiếm kênh rạch đó đó, ăn ỉa gì đó cũng trên cái con rạch con sông đó, thui đen thui, trong khi kế bên trung tâm quận nhất. Bây giờ là đã giải tỏa hết, xây dựng hai bên là hai con đường, hai bên con sông đó là hai con đường rất là lớn, và những tòa nhà cao tầng và những mọc lên hai bên đường đó luôn, nó chạy dài theo cái trục đường đó đi ra tới quốc lộ 1A luôn á. Quốc lộ A hiện tại bây giờ là quận Bình Tân á. Đó, mọi người nhìn đi. Đi hầm Thủ Thiêm. Đúng rồi, Minh Thanh, bây giờ mình chuẩn bị xuống hầm Thủ Thiêm á, thì nó chính xác gọi là hầm vượt sông Sài Gòn á. Đó, mình chuẩn bị xuống hầm Thủ Thiêm của Nhật xây dựng để đi mình tiến qua khu vực quận nhất. Quận nhất là đi ra quận 5, quận 6, quận 8. Quận 8 thì bên kia sông, quận 8, quận 4 bên kia sông. À, mấy bố thì ngày xưa đi, mấy bố để lại cái kênh Đầu Hủ, kênh Bến Nghé, rạch Bến Nghé, nó thúi quá. Nhà gì đâu mà nhà sàn, nhà này nhà lá vậy, nó tràn ra hai bên. Mọi sinh hoạt cái gì á là đều thải xuống sông, xuống đập hết. Bây giờ phải để cho cộng sản người ta giải quyết, người ta chỉnh sửa, người ta xây dựng lại cho nó khang trang, nó sạch sẽ. Thì mấy bố lại bảo là hả, cộng sản không phát triển được gì cả. Mọi người thấy vô lý không? Thấy cái điều đó là nghe nó chói tai, và nó kích vào cái lòng gọi là tự ái dân tộc của người dân trong nước lên không? Thấy nó ngu không? Đây, chúng ta bị xuống hầm nha, xuống hầm vượt sông Sài Gòn. Đó, thì xuống đây thì tốc độ cho phép là chỉ 60 thôi, và phải mở đèn chiếu gần. Bởi vì chúng ta không chấp hành những cái đó đó, thì ở đây họ trong hầm này họ sẽ có hệ thống camera tự động, họ ghi hình lại và họ sẽ phạt nguội. Cho nên lưu ý mọi người khi vào hầm cũng phải nhớ những hai cái điều đó. Thứ nhất là mở đèn chiếu gần, thứ hai là duy trì đúng tốc độ cho phép là 60 đối với xe ô tô, gọi chung là xe con đó. Ở đây chắc mọi người đã cũng từng đi tham quan qua cái hầm này rồi chứ, đúng không ạ? Đâu ai nghĩ mà trên đầu mình là một cái con sông. Đúng không? Hồi xưa mọi người đâu có hình dung được, đâu bao giờ mà đâu hình dung được Việt Nam là sẽ có một ngày có một cái hầm chui đi dưới lòng sông như một cái hầm của mà nối eo biển Pháp và Anh đó, đúng không? Nó giống như vậy đâu. Mà bây giờ chúng ta đã có thành phố, đặc biệt trong thành phố Hồ Chí Minh đã có, thì mọi người nghĩ đi, thì cái đó có được xem là một trong những cái phát triển của chủ nghĩa xã hội của mình đó, mấy ông cờ vàng hay rêu rao là của cộng sản á, xem họ có phát triển được không, phát triển được gì không. Thì nói tới mà mấy bác mà lợi dụng cờ vàng thì thôi, đề tài mấy bác là thôi thì cũng dai thiệt cái chứ, 40 mấy năm là cũng như vậy, không có gì thay đổi. Trong khi Việt Nam thì cứ thay đổi da thịt từng ngày từng giờ. Đó, giờ chúng ta ra khỏi hầm rồi. Bên phải tòa nhà bên đó là khu vực quận nhất nha mọi người. Và bên hướng bên tay trái thì sẽ là khu vực quận 4, bên đó cũng rất là nhiều tòa nhà, nhưng mà cũng như tôi đã nói, tại vì cái góc máy cái điện thoại để cố định thì tôi không chuyển hướng máy qua quay cho mọi người xem được.
Đó, cái tòa nhà này là bên phía quận 4 nha. Bên kia sông. Trước mặt chúng ta là cái cầu Canh Mét, là đi từ quận nhất qua quận 4 á. Cầu Canh Mét là cũng mới xây dựng sau này luôn. Cầu Canh Mét xây dựng sau này luôn. Hồi xưa họ chỉ có cái cầu cầu Muối, cầu Ông Lãnh. À, đây là cái đại lộ Võ Văn Kiệt nè mọi người. Đây là đại lộ Võ Văn Kiệt. Chào nông dân nha, lâu quá không thấy. Đại lộ Võ Văn Kiệt nè. Ngày xưa đó là mọi người thấy không? Bên tay trái là thấy con rạch con sông không? Đó. Đây là lô đó, lúc mấy bác cờ vàng bỏ ra đi á, là để lại một cái hệ thống mà nhà trên kênh rạch là dọc theo cái con đường này. Đó, nhà sàn á, gọi nhà sàn, nhà trò. Ở ngoài quê đang Bình Tâm gọi là nhà 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 trò vậy đó. Đó, bây giờ cộng sản là phải giải quyết cho họ đây, và bây giờ nó đã trở thành những con đường rộng thênh thang. Mọi người thấy ba làn xe ô tô bên trong, là thêm hai làn bên trong nữa, thì họ muốn cái gì nữa thấy không? Đây mình gần đèn đỏ, đèn đỏ để coi có chỉnh góc máy cho mọi người thấy hướng bên trái là khu vực quận 4 quận 8 được không, vì cái giá này nó yếu quá, chỉnh chỉnh thì lát sẽ nó lỏng là chạy nó lại rớt, giá giảm. Thành phố Hồ Chí Minh có sông Sài Gòn chảy quanh, đời vui thêm thêm chợ Bến Thành. À, bài hát hả nông dân? Giờ này ông đi đâu mà không thấy ông đi vào tham gia chơi với mọi người vậy? Cơm áo gạo tiền quá hả hay sao? Phải không? Phải cơm áo gạo tiền không? Hay thế nào? Có ai muốn lên thì gửi yêu cầu lên nha. Có ai muốn lên yêu cầu lên thì hỏi gì đó, thắc mắc hỏi gì đó thì sẵn trên đường đây mà đi thì mình trả lời luôn. Đây là đường Bến Hàm Tử nè, đúng không bác nông dân? Bến Hàm Tử ngày xưa có truyền thuyết mà mấy bác cờ vàng nào mà có vấn đề về tư duy gì đó thì hay nằm ở trong một số 192 Hàm Tử, đúng không? Bác nông dân có biết cái địa điểm đâu? 192 Hàm Tử á, ngày xưa nó gọi là gì, nhà thương chợ quán đúng không, khu vực chợ quán đúng không đó. À, đây chúng ta đi gần ra tới là khu nhà đèn, hồi đó gọi là nhà đèn chợ quán thì phải, để nó có cái điện lực gì đó, điện lực chợ quán vậy đó, và cái bệnh viện chợ quán nữa đó. Mấy tòa nhà đó là bên phía quận 4 nha mọi người, là bên kia sông nha, là quận 4 đó. Việt Rai giờ này chắc Việt Rai chắc ngủ rồi, chứ hôm qua Việt Rai cũng 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 cũng, cũng hóng cái like này lắm, vì anh ta là lúc trước ở quận 4 mà cũng nôn, cũng muốn nhìn anh nhìn xem cái hình ảnh quận 4 nó ra sao. Giờ này chắc khuya quá, bên đó khuya quá, chắc là Việt Rai ngủ rồi đó. Mọi người thấy không, hai bên đường thấy chưa, bây giờ là mọc lên cái gì thì đấy. Đúng, bên trước mặt nè, trước mặt là bên tay phải nè, tức là trước mặt chúng ta là cái cầu chạy ngang trên đầu mọi người thấy không, cái cây đó nó là cầu chữ Y á nha, nó là cầu chữ Y, thì qua cầu chữ Y là tới 192 Hàm Tử á, nhà thương chợ quán á. Mốt mấy bác cờ vàng nào mà có vấn đề về thần kinh á thì đưa mấy bác vào đó ăn dưỡng để chữa trị. Thì gần trên Du Nam cũng có một cái bệnh viện cũng lớn lắm. Đúng không Du Nam? Gần chỗ Du Nam cũng có một cái trung tâm cũng cũng lớn lắm, chuyên môn mà tư vấn gọi là chữa trị và những người có vấn đề về về não, về thần kinh đó, đúng không? À, đó mọi người thấy đi, nhìn những con đường này nè, có ai hình dung ra được không? Đúng không? Đâu có ai hình dung ra được đâu. Nếu mà họ lâu quá họ không về, và những cái like đưa lên như thế này không có thuyết trình thì họ không thể hình dung được, là nơi mà họ đã từng bỏ ra đi trước cách đây mấy chục năm á, thì bây giờ nó ra sao, nó thay da đổi thịt ra sao,
Thời điểm đó là họ chê nghèo, chê khó, chê khổ gì đó, không chịu nổi cái đời sống, gọi là mình nói thẳng luôn là đời sống mà người dân chúng ta bây giờ đã từng trải qua ăn bo bo cơm độ, đúng không? Họ không kham nổi, không chấp nhận cái câu chuyện đó, họ đã bỏ ra đi. Mà bây giờ cái mình đó là cảm thấy bức xúc nhất là cái chuyện họ họ cứ cứ hình dung là cái cuộc sống mà hiện tại nó giống như ngày đó, họ cứ rêu ra họ là đấy, thấy không? Đó bên phải thấy cái bệnh viện Hàm Tử không? Trường tiểu học Hàm Tử đó, là kế bên trường Hàm Tử là cái cổng vào của bệnh viện Hàm Tử á. Đúng đó, họ chê, họ sống họ không chịu ăn cơm bo bo, ăn cơm độn, để giờ họ đi qua bên đó họ ăn welfare của Mỹ, ăn welfare của Mỹ nó tốt hơn. Thì ở đây cái điều đáng lên án đối với họ là thế này nè mọi người, tức là cái chuyện họ ra đi là con đường của họ lựa chọn, đúng không ạ? Đâu ai ép họ đâu. Và mình một khi mình đã chọn cái con đường của mình đi thì mình phải tôn trọng, đúng chưa? Còn qua bên đó ví dụ sống vui sướng khổ cực thế nào thì cũng mà ráng mà chịu, giống như là những người đã ở lại, họ đã chọn con đường ở lại, họ cũng ráng mà chịu cái chuyện mà ăn bo bo, ăn cơm độ, và đã có ngày hôm nay thì họ phát triển, họ thoải mái. Còn những người bên kia thì họ đi thì bây giờ thí dụ như cuộc sống của họ nó là qua những năm tháng họ sống có những điều họ cảm thấy là không như họ mong muốn, thì họ lại quay về, họ xỉa xói và mang tính là miệt thị cái người dân chúng ta ở đây, và những người nói thẳng luôn, những người đã từng ăn bo, từng cơm độn. Thì theo tôi cái câu chuyện này là những người này rất đáng là lên án, không thể chấp nhận được, đúng không ạ? Quá vô lý, rõ ràng là đâu có ai ép họ đi đâu, đâu ai ép họ. Họ cảm thấy họ họ không chịu nổi cực khổ thì họ tìm cách này cách kia, họ trốn họ đi, và cả những thành phần sau này thậm chí là phải tìm cách để chống phá, cho cực đoan vô, cho to mồm vô, để bên kia nó đứng ra nó tổ chức, nó làm cái này, nó can thiệp cái này, nó can thiệp cái kia, nó đưa đi giống như cái con nấm độc vậy đó, đúng không? Thì giờ qua bển cuộc sống bển thế nào? Tôi nói có con người, người ta dù có giàu có hay sang trọng cỡ nào đi chăng nữa thì cái chính yếu á là phải biết nhìn về quê hương, nhìn về quê cha đất tổ, thì đó mới là con người, đúng không? Thì đó mới là con người. Chứ còn á mà quay về chống phá, cắn phá quê hương đất nước á, chính cái nơi mình cắt rốn sinh ra, thì nó chỉ như cái giống loài bốn chân. Dù cho nó sống trên một đất nước văn minh hiện đại cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà trong tâm tư tư tưởng của nó mang cái tư duy đó thì nó cũng chỉ là cái giống loài bốn chân thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cái buổi live ngày hôm nay, review lại cái toàn cảnh cho mọi người xem và cái sự phát triển của đất nước. Rồi, xin chào mọi người nha, xin kết thúc cái live nha, bye bye.